Hello mọi người, mình là Kira. Nhân dịp năm mới 2021, mình muốn chia sẻ với các bạn về một ứng dụng mà mình đang dùng để quản lý học tập, công việc, cũng như là một số khía cạnh trong cuộc sống nói chung. Đó là Notion. Cũng đã tròn một năm kể từ khi mình bắt đầu sử dụng Notion. Hồi đó thì mình biết Notion qua các video của Thomas Frank, Ali Abdal và thấy đây có vẻ như là một ứng dụng take note khá là hay để có thể thay thế cho OneNote của Microsoft mà mình đã từng sử dụng. Nhưng càng về sau thì mình nhận thấy đây không đơn thuần chỉ là nơi để mình ghi chép cho việc học mà còn là một công cụ giúp mình quản lý được rất nhiều thứ khác, bao gồm cả các dự án cá nhân cũng như là cuộc sống nói chung. Sau đây là một đoạn video ngắn giới thiệu về Notion. Whether you're working on your own or on a team of thousands, Notion provides a single space to organize everything that matters. One space to capture your thoughts, manage your projects, or even run an entire company. Every team can have their own home base. Notion is a single home for all your need-to-knows and need-to-dos. Như Notion đã giới thiệu, thì đây là một all-in-one, có nghĩa là tất cả trong một ứng dụng, giúp chúng ta có thể quản lý công việc ở phạm vi cá nhân hoặc thậm chí là của cả một công ty. Cá nhân mình rất tâm đắc với câu mà Notion nhấn mạnh: A calm and clear place to focus on the thing that actually matter to you. Ở video này, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Notion của mình. Hy vọng video sẽ giúp các bạn hình dung được Notion là gì, cũng như lợi ích mà ứng dụng này đem lại cho mình trong việc quản lý cuộc sống và công việc cá nhân. Mình cũng rất vinh dự khi được chia sẻ với mọi người rằng video này được tài trợ bởi chính Notion. Vì vậy, hãy đăng ký để sử dụng Notion miễn phí với đường link được gắn ở mục Description phía dưới nhé. Đây là giao diện chính của ứng dụng Notion. Bên trái là thanh sidebar, có thể thu gọn ra vào với hình hai mũi tên nhỏ ở đây. Workspace chính của mình là Chamomile. Vì mình đăng ký bằng email của trường nên được sử dụng gói Personal Pro Plan dành cho Education. Nói về các gói thì Notion cung cấp gói cá nhân cũng như là cho tập thể. Nếu bạn muốn bắt đầu Notion thì mình gợi ý bạn có thể dùng gói Personal miễn phí. Nếu như bạn có email của trường thì bạn có thể đăng ký và bạn sẽ được upgrade lên gói Personal Pro Plan như mình. Giới thiệu qua về những cái thư mục mà mình có ở trên thanh sidebar này. Thứ nhất là mục Favorite, có nghĩa là yêu thích. Thì ở đây có hai thư mục, đó là Daily Journal, nhật ký hàng ngày, và Thesis Journey là hành trình viết luận. Thì mình sẽ chia sẻ cụ thể về hai cái này trong vài phút tới. Cái mục này đơn giản là để giúp mình có thể truy cập những cái thư mục yêu thích ngay lập tức. Ở trong mục Private hay cũng chính là Workspace cá nhân thì mình chủ yếu chia ra thành 3 nhóm. Thứ nhất là Personal, cuộc sống cá nhân, MBA liên quan đến học tập, YouTube, Writing liên quan đến công việc. Và ngoài ra còn có Quick Note, nơi mình được tùy ý memo lại bất cứ thứ gì, từ một bài hát mà các bạn follower gợi ý này, hay là những cái cuốn sách mình bắt gặp ở hiệu sách nhưng muốn dành một chút thời gian để nghiên cứu nó trước khi thực sự mua. Bên trong các nhóm thư mục này thì sẽ có những cái thư mục nhỏ hơn. Và khi mà mình ấn cái hình tam giác ở bên thanh sidebar này thì nó sẽ tự động hiện ra những cái thư mục nhỏ bên trong. Và đây là tính năng mà mình thích nhất ở Notion, đó là có thể mở rộng hoặc là thu gọn lại các thư mục để sao cho nhìn trông nó gọn gàng hơn. Đầu tiên, nói về quản lý cuộc sống cá nhân hay chính là thư mục Personal, thì bên trong này nó có 4 mục nhỏ, đó là Daily Journal hay là nhật ký hàng ngày, Books, nơi mình lưu trữ những cái review sách, Finance, liên quan đến tài chính tiết kiệm, và My 2021 là liên quan đến việc New Year's Resolution. Daily Journal là nơi mà mình lưu giữ các cái đoạn nhật ký hàng ngày được viết bằng giọng nói thay vì gõ bằng bàn phím. Vào buổi tối trước khi đi ngủ thì mình sẽ sử dụng Notion trên điện thoại để lưu lại những cái lời nói chia sẻ về một ngày của mình. Và cái điện thoại này nó cũng sẽ tự động đồng bộ hóa lên cái Notion trên máy tính. Trước đó thì mình cũng đã từng sử dụng một số cái ứng dụng ghi nhật ký trên điện thoại. Tuy nhiên thì mình đã quyết định sử dụng Notion khi mà nhận ra rằng là cái gói Personal Pro Plan có thể giúp mình
đăng bất cứ bức ảnh hay là video nào mà không bị giới hạn dung lượng. Mục tiếp theo là Books, hay còn gọi là Reading List. Đây là nơi mà mình lưu giữ các cuốn sách mình đã, đang và sẽ đọc. Mỗi cuốn sách sẽ bao gồm tên sách, hình ảnh, thể loại hay là ngày đọc và ngôn ngữ. Đối với mỗi cuốn sách mình đọc ấy, thì mình thường tự hỏi bản thân ba câu hỏi được ghi sẵn ở đầu mục. Vì sao lại muốn đọc cuốn sách này? Muốn gặt hái được gì? Và muốn trở thành người như thế nào sau khi đọc cuốn sách đó? Qua đó giúp mình xác định được mục tiêu đọc sách. Và trong khi đọc sách thì mình cũng sẽ chủ động take note trên Notion. Ví dụ như cuốn sách Luca, Săn tìm hạnh phúc, thì ở trong này mình tạo những cái toggle list cho mỗi chương để có thể tiện theo dõi. Điều mà mình rất thích ở Notion đó là có thể thay đổi cách hiển thị của một số nội dung. Ví dụ như hiện tại mình đang để cái thư viện dưới dạng là gallery, nhưng mà mình có thể đổi sang thành table view hoặc một số view khác. Finance là nơi mà mình quản lý chi tiêu, bao gồm theo dõi các cái danh sách subscription, ví dụ như Netflix, Spotify hay là WordPress. Ngoài ra thì mình cũng theo dõi chi tiêu hàng ngày với expense tracking bằng việc điền vào khoản tiền đã tiêu mỗi ngày hay là thu nhập từ các nguồn khác nhau. Và mục cuối cùng trong Personal là My 2021. Đây là nơi mình xây dựng mục tiêu cho năm nay. Các bạn có thể coi nó là New Year's Resolution. Nhưng bản thân mình thì muốn chọn một cách gọi khác, đó là Most Important Tasks, hay gọi là MITs. Ở đây mình chọn 3 chữ T tương ứng với 3 điều quan trọng nhất và muốn ưu tiên nhất cho năm 2021 này. Thứ nhất là Thesis, tốt nghiệp thạc sĩ. 2 là thể chất tinh thần. Và 3 là tài chính tiết kiệm. Với mỗi mục tiêu lớn thì mình sẽ có một cái khung call out để cho nó nổi bật, kèm theo trong đó là câu quote mà chính mình tự tạo ra. Phía dưới là một số ý nhỏ phát triển từ mỗi mục tiêu lớn, ví dụ như nhiệm vụ phải làm là gì này, thói quen cần phải xây dựng để đạt được mục tiêu là gì. Ngoài ra mình cũng link với một số page khác, ví dụ như thesis thì mình sẽ link thẳng với trang thesis journey, còn tài chính thì mình sẽ link với trang finance mà mình vừa mới giới thiệu lúc nãy. Mục others gồm những cái mục tiêu khác, ví dụ như là đọc sách này, học piano, học tiếng Hàn hay là dự án cá nhân như blog và vlog. MBA là thư mục học tập của mình, bao gồm Master Thesis là luận văn thạc sĩ, Internship Report là report cho thực tập, và các lớp học mà mình đã và đang theo học ở cả hai trường, bao gồm trường Đại học Việt Nhật và trường Đại học Quốc lập Yokohama. Ở phía dưới là thời gian biểu theo tháng, và mình điền vào đó lịch các lớp học, cũng như là các assignment hay deadline trong tuần. Mình có thể dễ dàng kéo từ ngày này sang ngày kia, và cũng có thể kéo dài thành 2 đến 3 ngày. Ví dụ mình có một cái final report, deadline là ngày 19 tháng 1, thì mình có thể đưa nó lên ngày 15 nếu mà mình bắt đầu vào ngày 15, và sau đó chuyển từ trạng thái not start sang in progress. Master Thesis là nơi mình theo dõi và quản lý quá trình viết luận, bao gồm literature review, nơi tổng hợp các bài đọc nghiên cứu phục vụ cho việc viết luận văn. Và Thesis Journey là nơi mình quản lý các công đoạn và quy trình nghiên cứu theo thời gian biểu. Ở phía trong Literature Review thì mình có tạo một cái bảng biểu chứa đựng một số nội dung như là tên bài nghiên cứu, tạp chí đăng bài nghiên cứu đó, đánh giá của SciMago, một trang web đánh giá chất lượng tạp chí khoa học, tên tác giả, năm xuất bản và cuối cùng là Topic. Việc tạo bảng như thế này thì sẽ giúp mình phân loại và quản lý được toàn bộ các cái bài đọc. Và trong mỗi bài đọc thì thường mình sẽ để sẵn nguồn theo dạng APA để tiện nếu sử dụng thì mình chỉ việc copy paste từ Notion sang mục reference, chứ không phải mất công lên Google Scholar để tìm lại một lần nữa. Thesis Journey được chia thành hai phần, thứ nhất là monthly task, tức là việc cần phải làm trong tháng, được biểu hiện dưới dạng board view. Phần thứ hai là daily task, được hiển thị theo dạng calendar, của đó giúp mình xác định được điều cần phải làm theo từng ngày, cũng như là biết được mức độ thời gian mình dành cho việc viết luận. Nói về việc quản lý các lớp học, đặc biệt là trong việc ghi chép nội dung, thì ở mỗi lớp học mình thường sẽ có một cái bảng biểu. Và bảng biểu này là một cái template có sẵn trên Notion. Bạn có thể ấn vào mục Templates và chọn một số mẫu mà bạn cảm thấy phù hợp. Notion cũng đã phân loại sẵn theo mục đích sử dụng. Ví dụ như trong học tập thì sẽ có Templates Class Notes. Nó bao gồm nội dung buổi học này, tên lớp học theo mã lớp mà bạn có thể tự tạo. Và từ Templates này, bạn có thể thêm bớt bất cứ mục gì bạn thích. Và trong mỗi lớp học sẽ là nơi mà bạn có thể tùy thích ghi chú những gì bạn học được từ lớp đó. Bạn có thể take note theo một cách bình thường, hoặc có thể tạo bảng để điền các cụm từ khái niệm vào. Và với Notion, bạn còn có thể sử dụng phương pháp Active Recall
với chức năng toggle list. Với mỗi kiến thức mà bạn lĩnh hội thì bạn có thể ghi nhớ dưới dạng câu hỏi. Ví dụ như thay vì viết là A sẽ ảnh hưởng đến B qua C thì bạn có thể hỏi là mối quan hệ của A, B, C là như thế nào? Và ở phía dưới thì bạn sẽ ghi chú câu trả lời. Sang đến mục YouTube là nơi mình quản lý các dự án quay vlog cá nhân. Trong này có một bảng là 2021 Project Management hiển thị dưới dạng board view, và mình cũng có thể thay đổi cách hiển thị sang calendar hoặc là table. Nhưng để dễ theo dõi thì mình thường để dưới dạng board view và chia thành một số mục như là idea, ý tưởng, research là nghiên cứu, writing là viết script, filming quay vlog, editing là chỉnh sửa cắt ghép và published là đăng vlog. Ví dụ như dự án Notion hiện tại đang ở giai đoạn filming và khi mà quay xong thì mình sẽ đưa sang mục editing. Mặc dù mình làm YouTube với mục đích cá nhân là chủ yếu, nhưng dù sao thì với mỗi video đăng lên thì mình vẫn đang kiếm tiền từ nó. Vì vậy, mình coi việc làm YouTube là một công việc. Và đã là công việc thì cần phải có project management. Cuối cùng là mục writing. Đây là nơi mình lưu giữ các cái bài viết liên quan đến script của YouTube hay là ý tưởng cho bài viết trên trang blog cá nhân. Với mỗi bài viết khi mà mình hoàn thành xong thì thường mình sẽ xóa nó đi, hoặc nếu nó liên quan đến dự án vlog thì mình sẽ kéo cái bài viết vào cái dự án đó ở bên mục YouTube. Vừa rồi là tất cả những gì mà mình đang quản lý thông qua ứng dụng Notion, từ học tập cho đến công việc và một số khía cạnh trong cuộc sống cá nhân. Trước khi kết thúc video này thì hãy cùng mình đi qua mục template một lần nữa. Bởi đây là nơi bạn có thể tìm kiếm rất nhiều mẫu có sẵn mà bạn có thể tham khảo. Ví dụ như những templates phục vụ cho nhu cầu cá nhân, như to-do list hàng ngày, theo dõi thói quen, hay là trên mảng học tập, ví dụ như là class notes, hoặc cho đến những thứ mang tính chuyên môn hơn liên quan đến công việc, ví dụ như sales, marketing, product management và vân vân. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tìm kiếm rất nhiều templates khác từ cộng đồng những người dùng Notion ở trên website. Ví dụ như các templates của Ali Abdal hay của Thomas Frank. Tóm lại thì Notion offer bạn rất nhiều built-in template hoặc là community template để bạn có thể khởi đầu việc sử dụng Notion một cách hữu ích hơn. Tất nhiên, với những người chưa từng một lần biết đến Notion thì có thể sẽ thấy nó hơi phức tạp. Nhưng đến khi trực tiếp sử dụng thì bạn sẽ thấy nó rất dễ dùng, giao diện rất đơn giản, không có các hiệu ứng thừa thãi, cầu kỳ, qua đó giúp tối ưu hóa tốc độ và năng suất sử dụng Notion của người dùng. Hy vọng video này sẽ giúp bạn đặt một chân vào thế giới Notion. Và nếu bạn thấy video này có ích, hãy share cho những người xung quanh để mọi người biết đến Notion nhiều hơn. Mình sẽ quay lại với một vlog khác, hoặc có thể là một buổi livestream workshop hướng dẫn sử dụng Notion cho người mới bắt đầu. Vì thế, đừng quên việc đăng ký Notion bằng link mình gắn ở phía dưới description và tải sẵn Notion về máy tính nhé.